Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình suy niệm xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đức Hứa làm gia nghiệp. Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco nhắc rằng sự giận dữ hủy hoại, phá hủy nhiều thứ. Ngược lại, sự hiền lành đạt được nhiều điều. Người hiền lành thu phục nhân tâm, cứu vãn tình bạn, bảo vệ tương quan với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học theo gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu. Sáng thứ Tư ngày 19 tháng 2 năm 2020, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung dành cho gần 8.000 tín hữu hiện diện trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục. Mở đầu buổi tiếp kiến, các tín hữu đã nghe đoạn Kinh Thánh trích từ Thánh Vịnh 37, từ câu 3 đến câu 11. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàng. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn. Người sẽ cho được phỉ trí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trong người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xảo trá. Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung. Đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ. Còn người trong đợi Chúa sẽ được Đức Hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Còn kẻ nghèo hèn được Đức Hứa làm gia nghiệp và vui hưởng cảnh an lạc trang hòa. Với đoạn thánh vịnh trên, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý giải thích về mối phúc thứ ba. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đức Hứa làm gia nghiệp. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella catechesi di oggi affrontiamo la terza delle otto beatitudini del Vangelo di Matteo. Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý hôm nay chúng ta đề cập đến phần thứ ba trong số tám mối phúc thực theo Tin Mừng Thánh Matthew. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đức Hứa làm gia nghiệp. Thuật ngữ hiền lành được sử dụng ở đây có nghĩa đen là ngọt ngào, dịu dàng, lịch sự, không có bạo lực. Sự hiền diệu được thể hiện trong những khoảnh khắc xung đột. Nó được nhìn thấy qua cách người ta phản ứng trước một tình huống thù địch. Bất cứ ai cũng có vẻ ôn hòa khi mọi thứ đều thanh bình. Nhưng người ta phản ứng thế nào khi ở dưới áp lực, nếu bị tấn công, bị xúc phạm, bị xâm hại? Trong đoạn thư gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc lại sự nhân từ và khoan dung của Chúa Kitô.
Còn Thánh Phêrô thì nhắc lại thái độ của Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngâm đe, nhưng một bề phó thác cho đứng xét xử công bằng. Sự hiền lành của Chúa Giêsu được chứng tỏ rõ ràng trong cuộc thương khó. Đức Thánh Cha nhận xét, trong Kinh Thánh, từ hiền lành cũng nói đến người không có sản nghiệp đất đai. Và do đó, điều khiến chúng ta ngạc nhiên là mỗi phúc thứ ba nói rõ rằng những người hiền lành sẽ được đất làm sản nghiệp. Trong thực tế, mỗi phúc này chương dẫn Thánh Vịnh 37 mà chúng ta nghe khi bắt đầu bài giáo lý. Ngay cả Thánh Vịnh đó cũng cho thấy tương quan giữa sự hiền lành và sở hữu đất đai. Hai điều này, khi chúng ta suy nghĩ về nó, dường như không tương thích. Thực tế là sở hữu đất đai là môi trường xung đột điển hình. Người ta thường chiến đấu vì một lãnh thổ để giành quyền bá chủ trên một khu vực nhất định. Trong các cuộc chiến, người mạnh nhất chiếm ưu thế và chinh phục các vùng đất khác. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, nhưng chúng ta hãy xem xét kỹ động từ được sử dụng để chỉ sự sở hữu của những người hiền lành. Họ không chinh phục đất đai, nhưng thừa hưởng nó. Trong Kinh Thánh, động từ thừa hưởng có nghĩa sâu hơn. Dân Chúa xem vùng đất của Israel, đất hứa, là tài sản thừa kế. Miền đất đó là một lời hứa và một món quà dành cho dân của Thiên Chúa, và trở thành dấu chỉ của một điều lớn lao và sâu sắc hơn là một lãnh thổ đơn giản. Có một miền đất, theo cách chơi chữ, là nước trời, là miền đất mà chúng ta hành trình hướng về đó. Trời mới và đất mới chúng ta đang đi đến. Do đó, người hiền lành là người thừa hưởng điều lớn lao nhất của các lãnh thổ. Họ không phải là kẻ hèn nhát, kẻ yếu đuối, người tìm thấy một đạo đức thu mình lại để tránh xa rắc rối. Hoàn toàn khác hẳn, họ là người đã nhận được một gia tài và không muốn phân tán nó. Người hiền lành là môn đệ của Chúa Kitô, người đã học cách bảo vệ một miền đất khác. Họ bảo vệ sự bình an của mình, bảo vệ mối quan hệ của mình với Thiên Chúa và bảo vệ những ân sủng của Ngài, giữ gìn lòng thương xót, tình huynh đệ, ai không có đôi lần tức giận, tất cả đều có. Chúng ta phải đảo ngược mối phúc và tự hỏi mình một câu hỏi. Với sự tức giận, chúng ta đã phá hủy bao nhiêu thứ? Chúng ta đã mất bao nhiêu thứ? Một khoảnh khắc tức giận có thể phá hủy nhiều thứ. Bạn mất kiểm soát và không đánh giá điều gì thực sự quan trọng, và bạn có thể phá hỏng mối quan hệ với một người anh em. Đôi là ơn cứu độ của người anh em mà Tin Mừng Thánh Matthew nói đến. Nếu người anh em của bạn lắng nghe bạn, bạn sẽ có được người anh em của mình. Không có vùng đất nào đẹp hơn trái tim của người khác. Không có lãnh thổ nào đẹp hơn cần thu được hơn là sự bình yên tìm thấy với một người anh em. Đó là mảnh đất cần thừa kế với sự hiền lành. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thương quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.